Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hiện tại Ngọc Japan đang có những cái mẫu ghế rất là đặc biệt, một trong những cái mẫu ghế thuộc những phân khúc cao cấp của Furikyo, Inada, tức là đây là của Famini và chiếc Panasonic. Thì đây là một trong những cái mẫu ghế mà thuộc dòng VIP của ba cái hãng ghế nổi tiếng nhất của Nhật. Thì hôm nay Ngọc Japan sẽ làm cái video giới thiệu với cả các bạn các mẫu ghế hiện đang có mặt tại Ngọc Japan. Thì cũng chia sẻ với các bạn là dạo gần đây thì ghế massage nó cũng đang trong cái quá trình mà khan hiếm. Bởi vì sao? Bởi vì do quá trình dịch bệnh thì cái lượng ghế từ bên nước ngoài về hay là từ bên Nhật về nó đang bị giới hạn bởi vì biên cấm cũng như là một cái số yếu tố khác bên nè khiến cho cái quá trình mà ghế về Việt Nam nó khó khăn hơn. Nên các bạn cũng có thể thấy những ai mà quan tâm đến ghế massage nội địa Nhật thì các bạn cũng đã tìm hiểu thì cũng thấy là thời gian này nó là một trong những thời điểm mà rất ít các cái loại ghế mà các anh em buôn ghế như Ngọc Japan có trên thị trường. Thì cũng phải nói là đây là một trong những cái nô ghế về rất hiếm hoi tại cái thời điểm này, nhất là những cái mẫu ghế mà lại nổi tiếng như thế này. Thì giới thiệu với các bạn chiếc đầu tiên là chiếc Furikyo. Thì cái chiếc này cũng chia sẻ là Ngọc Japan cũng đã bán cho một bạn ở trong miền Nam rồi. Thì bạn có chia sẻ với Ngọc Japan là bạn tìm mua cái mẫu ghế massage hơn 10 triệu đồng thì Ngọc Japan đã chốt đơn với bạn đấy và cũng trong quá trình chuẩn bị vận chuyển. Nhưng cũng xin giới thiệu với các bạn tiện đang coi trên video này. Tiếp theo nhé, các bạn xin giới thiệu với các bạn là ba mẫu ghế và ba màu khác nhau. Thì điểm đầu tiên như các bạn cũng nói rồi, đây là một chiếc của Panasonic, một trong những cái mẫu ghế cũng phải nói được là được các bạn yêu ghế massage nội địa Nhật săn tìm rất là nhiều. Đây là chiếc Panasonic MA058. Nếu mà như đánh giá khách quan của Ngọc Japan thì cái chiếc ghế này nó hiện đang mới khoảng độ tầm 95% trở lên. Tất cả các đường nét phải nói là nó còn rất chi là căng. Thì cái bản này thì mình cũng đã có một cái video mà chia sẻ sâu về nó rồi. Nên tạm thời ở đây mình chỉ giới thiệu những cái mẫu ghế hiện đang có ở đây và cái chất lượng ghế thôi. Thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho những bạn nào đang có ý định mua ghế massage siêu thị. Thì các bạn cũng nên quan tâm đến dòng ghế này để sẽ có cái xứng đáng với đồng tiền hơn. Và tiếp theo nữa phải nói là một trong những cái mẫu ghế ấn tượng nhất là hiện tại Ngọc Japan đang có ở đây, đó là chiếc Inada này nha các bạn nhé, chiếc Inada NPN 330.000 đấy, 30000 đấy. Đây là một chiếc robot nhé. Tại sao lại gọi nó là robot? Bởi vì phải nói nó là như một chiếc robot. Cái bản này là một trong những cái bản mà nó là bản chạy bằng trí tuệ nhân tạo AI, có nhận diện khuôn mặt, màn hình cảm ứng đấy. Thì các bạn có thể thấy đó là một trong những cái điểm ấn tượng nhất của cái dòng này. Thì mình cũng có một cái video sẽ chia sẻ với các bạn riêng về cái chiếc robot 30.000 này. Thì các bạn nhớ tìm cái video đấy ở bên cạnh thì các bạn sẽ thấy ngay về cái video sâu hơn về các tính năng cũng như là cái đặc điểm nổi trội của cái dòng ghế massage này. Thì đây là một trong những chiếc thuộc phân khúc phải nói là rất là VIP. Đây là chiếc đời 2020 các bạn nhé. Thực sự là một trong những lựa chọn vô cùng hoàn hảo tới cái thời điểm này cho các bạn khi mà lựa chọn mua một chiếc ghế massage siêu thị với một cái chiếc này. Với phân khúc nó chỉ khoảng độ tầm trên 70 triệu đồng là các bạn đã sở hữu cái chiếc ghế này rồi. Vô cùng hoàn hảo. Thì tiếp theo nữa cũng là một lựa chọn xứng tầm trong cái phân khúc ghế massage nội địa Nhật. Thì rất nhiều bạn, phải nói là rất nhiều bạn đã ấn tượng với cả cái chiếc ghế này rồi. Đây là Furikyo, một trong ba cái thương hiệu ghế nổi tiếng nhất tại thị trường ghế massage nội địa Nhật. Thì đây là chiếc Furikyo AS1000. Theo đánh giá của Ngọc Japan thì nó còn mới khoảng độ tầm 98%. Rất ít khi mà Ngọc Japan đánh giá một chiếc ghế nào là mới đến 98% thì các bạn có thể nhìn thấy các đường nét của nó. Mặc dù là cái màu kem ở bên ngoài nhưng cái độ xước sát cũng như là cái độ ố đen hay gì của nó thì gần như là không có.
tất cả các đường nét thì cực kỳ là căng, da thì căng. Đây là chiếc ghế mà Ngọc Japan vẫn chưa vệ sinh nhé, tất cả ba chiếc đều chưa vệ sinh, cũng chỉ lau qua thôi, nên là các bạn có thể thấy đây khi mà nó chưa vệ sinh mà đã còn như thế này. Thì đây cũng là một mẫu mà màn hình cảm ứng mà Ngọc Japan cũng đã có video giới thiệu rồi. Hiện tại Ngọc Japan cũng cái mẫu này thì nó là con Osaki Japan Platinum 4S mới tinh đập hộp, thì Ngọc Japan cũng có cái mẫu này. Đấy là cái bản mà Fuji đã thiết kế để xâm lấn cái thị trường trên toàn thế giới với các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thì đây là cái video mà Ngọc Japan giới thiệu với các bạn về các mẫu massage hiện đang có tại Ngọc Japan. Những chiếc ghế tuyển chọn và theo Ngọc Japan đánh giá nó là rất chi là xứng tầm, cũng như là rất đáng để các bạn lựa chọn. Cái bây giờ thì các bạn sẽ phân vân là nên chọn chiếc ghế nào, thì thực sự đây là một trong những phân khúc ghế cao cấp của ba hãng. Thì các bạn sẽ lựa chọn bằng cách thứ nhất là theo cái nhu cầu kinh tế, cái thứ hai là cái tính năng mà các bạn mong muốn ở cái sản phẩm mà bạn lựa chọn. Thì cái đó thì các bạn có thể inbox với cả Ngọc Japan theo số điện thoại 0974945555. Các bạn có thể kết bạn Zalo hoặc là điện trực tiếp cho Ngọc Japan. Ngọc Japan sẽ giúp các bạn tư vấn cũng như là giúp các bạn có thể phân tích để làm sao mình có thể lựa chọn được một chiếc ghế tốt nhất, phù hợp với cả gia đình, phù hợp với cả cái mong muốn mà các bạn đang mong chờ tìm mua một chiếc ghế massage để có thể giúp gia đình mình có những giây phút thư giãn, cũng như giúp cho cơ thể của các bạn cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi làm việc tại công ty cũng như đi lao động. Thì đây là video mà Ngọc Japan giới thiệu với cả các bạn những chiếc ghế đang có hiện tại có tại mặt tại Ngọc Japan. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video, hoặc là các bạn có thể kết bạn Zalo của Ngọc Japan để có thể thấy được nhiều cái chi tiết hơn từ những chiếc ghế này. Thân ái chào tạm biệt các bạn.